đau lưng giữa thì chúng ta bắt đầu từ phần bả vai trở xuống, từ phần bả vai trở xuống đó, thì nó là vị trí đau lưng với các biểu hiện các cơn đau ê ẩm, các cơn đau ê ẩm nhức nhối gây tình trạng mất ngủ. Hello hello hello, xin chào các bạn, lại là mình đây, Chu Hoàng Huy. Ở video trước mình đã chia sẻ cho các bạn về tình trạng là đau lưng trên thì nó có thể là biểu hiện của một số bệnh lý như thế nào. Thì video ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn về vấn đề đau lưng giữa, nó sẽ là biểu hiện của những bệnh lý gì và chúng ta cần phải có cách phòng tránh như thế nào, đúng không ạ? Cần có cách khắc phục như làm sao để tạo một cái cột sống nó khỏe mạnh, một cơ thể khỏe mạnh, đàn tràn đầy năng lượng và thật là happy khi mà chúng ta không phải đối diện những cơn đau, đúng không ạ? Thì chia sẻ với bạn một chút là mình mới đi học về, cho nên là đi học liền thông một tuần, cho nên là chưa lấy lại được cái năng lượng vốn có, cho nên là nhìn có thể là hơi xanh xao một tí, không sao, đúng không ạ? Nó chỉ là biểu hiện bề ngoài thôi, thực ra bên trong mình rất là tràn đầy năng lượng, cho nên là mình vừa đi học về lúc sáng mình đã muốn quay video luôn để chia sẻ với mọi người những kiến thức rất là tuyệt vời. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn về cái tình trạng đau lưng giữa, nó là biểu hiện của những bệnh lý gì các bạn nhá. Đó, đau lưng giữa thì chúng ta bắt đầu từ phần bả vai trở xuống, phần bả vai trở xuống đó, thì nó là vị trí đau lưng với các biểu hiện các cơn đau ê ẩm, các cơn đau ê ẩm nhức nhối gây tình trạng mất ngủ và là biểu hiện của một số những bệnh lý như sau đây, đúng không ạ? Thứ nhất đó là do vẹo cột sống, tức là do người bệnh ngồi có những tư thế ngồi làm việc, mọi người ngồi làm việc sai tư thế, ngồi làm việc sai tư thế hoặc là thường xuyên thực hiện cái động tác nào đó sai tư thế, ví dụ như là tập thể dục không đúng cách này, đúng không ạ? Chúng ta mang vác vật nặng này, chúng ta ngồi làm việc của chúng ta cứ khom lưng ra trước này, chân ta quắp vào trong gậm ghế này và chúng ta để chuỗi hẳn ra đó. Thì ở trong một cái video trước mình đã chia sẻ với bạn là cái tư thế làm việc như nào có hiệu quả tốt nhất và phòng chống đau lưng cũng như là giảm đau lưng cái hiệu quả, mọi người ấn xem, ấn vào một video sẽ thấy, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa đó là do bị thoái hóa đốt sống, thì nó đến từ cái tình trạng là nó bị thoát vị cái đĩa đệm từ T9 đến T12 gây đến những cơn đau dữ dội do cái áp lực chèn lên nó chèn lên cái rễ thần kinh ạ, áp lực nó chèn lên các rễ thần kinh và tủy sống, cho nên nó cảm giác đau nó khốn nạn lắm ạ. Đau nó mình thấy nhiều khách hàng của mình họ nói không có gì để tả được cái điều đau đó. nó khó chịu, cho nên là mọi người phải nhớ chúng ta cần phải ngồi làm việc đúng tư thế, cần phải có những kiến thức cơ bản về sức khỏe, đúng không ạ? Và thứ ba, ngoài ra cái vị trí đau lưng giữa nó có thể là do tác động cơ học như là yếu tố tuổi tác này, do cơ thể bị thiếu canxi gây nên tình trạng bị loãng xương, người bệnh lười vận động, ít thể dục thể thao, đúng không ạ? Hoặc là vận động thể thao quá sức. Thì nó thể dục thể thao nó có hai yếu tố, tức là có thể là không vận động, có thể là vận động nhiều đó thì nó gây tổn thương cơ lưng, và đặc biệt là do thói quen sinh hoạt như là ngồi chúng ta làm, chúng ta sinh hoạt sai tư thế thì nó gây tình trạng đau lưng giữa. Thì các bạn nhớ nó là gì, chúng ta cần phải ngồi làm việc đúng tư thế, ngủ đúng tư thế, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có một cái thói quen sinh hoạt nó lành mạnh, và đặc biệt khi các bạn bị đau như vậy các bạn nên đi khám bác sĩ, đúng không ạ? Đến các cái trung tâm y tế được cấp phép của nhà nước, chúng ta sẽ kiểm tra khám tổng quát xem là chúng ta bị như thế nào đó, và sau đó chúng ta sẽ có cái chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện cho nó hợp lý để có thể khắc phục tình trạng đó. Còn một cái điều rất là tuyệt vời nữa là khi chúng ta bị đau lưng như vậy thì cái biện pháp trước mắt và lâu dài chúng ta sử dụng các cái liệu pháp massage để chúng ta có thể giảm tình trạng căng cơ, kích thích cái tuyến nhờn trong các cái phần đĩa đệm nó được tiết ra, và để giảm tình trạng bị viêm khớp hay là bị khô các đồ xương đầu khớp các bạn nhé. Đó, thì nếu các bạn thấy video này hay thì hãy vui lòng có thể ấn like và subscribe giúp Huy, đúng không ạ? Đặc biệt là Huy có một chuỗi video về 7 cái phương pháp giảm tình trạng đau lưng cũng như là phòng ngừa đau lưng rất là hiệu quả. Thì vì thế mọi người đón nhận video đó rất là hay, và có rất nhiều lượt inbox nhắn tin hỏi mình là Huy ơi, như thế này làm như thế nào, gọi như thế này làm như thế nào. Thì các bạn đừng ngại, hãy nhắn tin cho mình, mình sẽ trả lời các bạn, có thể không trả lời ngay mình sẽ trả lời các bạn hết, hứa các bạn sẽ trả lời hết đó. Thì nếu bạn thấy hay nhớ like, subscribe và chia sẻ cho mình để mình có thêm động lực làm video tốt hơn, hay hơn, nhiều ý nghĩa hơn chia sẻ với mọi người nha. Bye bye, xin chào mọi người.